Thưa toàn thể đại chúng, đôi lúc chúng ta coi những cái bộ phim Thế giới động vật thì chúng ta nhìn thấy một cái con rắn mà nó lại quấn một con ếch hoặc là một con nhái, rồi bắt đầu nó dùng miệng của nó để làm gì? Để nó nuốt con ếch và con nhái vào ở trong bụng của nó. Hoặc là chúng ta nhìn thấy có những cái con cọp, có những cái con sư tử, nó dùng sức mạnh của nó cắn vào trong cái cổ con nai rất là xinh đẹp đang nhẫn dơ ăn cỏ ở ngoài cánh rừng. Rồi chúng ta cũng bắt gặp những cái cảnh tượng con chim đang bay ở trên trời lượn xuống dưới một cái dòng sông hoặc là một cái biển mênh mông để làm gì? Dùng cái chân của đôi chân của mình phóp con cá lên, bắt đầu bay lên trên hư không. Thì tất cả những cái đó, nếu mà chúng ta ngồi quán chiếu thì chúng ta thấy mạnh được yếu thua. Cuộc sống này cứ lại tranh giành vì cái sự ăn uống mà phải giết chóc đau khổ lẫn nhau ở trong cuộc đời này. Cho nên chúng ta được một cái hạnh phúc là chúng ta cũng là một con người. Nhưng đôi lúc á, chúng ta có bao giờ mình suy nghĩ nhiều khi con vật, con cọp hoặc là con sư tử đói thì con cọp, con sư tử này mới bắt đầu đi săn mồi để kiếm mồi để kiếm ăn. Mà khi con sư tử này nó đói nó ăn xong rồi á, đặc biệt hơn con người mình ở một cái điểm rằng khi nó ăn còn dư á, là nó để lại cái thức ăn đó cho những cái con phía sau nó ăn. Nhưng con người mình thì lại khác hoàn toàn nha quý vị. Ở đây thầy không phải đem ra để so sánh giữa con người và những cái loài động vật hoặc là những cái con vật. Nhưng xin thưa, khi mà con người mình đói, mình đi tìm thức ăn là chuyện đã đành, đi săn là chuyện đã đành. Nhưng mà đằng này chúng ta no, nhưng mà chúng ta vẫn đi săn. Thí dụ giống như trong cuộc sống của mình hàng ngày, có rất nhiều cái thú vui. Có những người cầm cái cần câu á, đi làm gì? Đi câu cá, đi câu cá giải trí. Nhưng mà câu cá giải trí đó, nhưng mà lấy cái niềm vui của sự đau khổ của những con cá đang tung tăng, đang bơi lội ở dưới dòng sông. Nhiều khi mình dùng cái lưỡi câu, nó chẳng qua là nó đói, nó tham mồi, cho nên mình thả cái mồi xuống, bắt đầu nó làm gì? Khi nó ăn, mình bắt đầu dùng cái sức của mình giật lên, thì nó sẽ rách, hoặc là nó tét cái mép, cái miệng của nó. Nhưng mà khổ nỗi con người mình dùng cái tâm ở đây không phải là tâm thương yêu, mà dùng cái tâm gọi là thỏa mãn cái ta của mình để đi săn, để đi làm một cái thú vui nào đó. Cho nên xin thưa quý vị, hôm nay á, bản thân Đức Lộc cảm thấy rất vui, cảm thấy rất là hạnh phúc, mà cũng cảm thấy rất là bình yên khi ngồi đây với tất cả các anh chị và tất cả những người bạn chúng ta đang có mặt ở nơi nhà hàng Karuna này. Xin thưa, đôi lúc chúng ta là ai? Có bao giờ mình đặt câu hỏi để mình suy nghĩ chúng ta là ai ở trong cuộc sống này hay không? Bởi vì lòng tham con người chúng ta không đáy. Chính lòng tham không đáy này mà chúng ta có một thì mình muốn làm gì? Tìm ra xa mười. Nhưng cái tham của mình là để thỏa mãn cái ta, thỏa mãn cái dục tánh, thỏa mãn cái mong cầu của con người của mình, chứ không phải tham để có cái đó làm gì? Mình chia sẻ đến cho những người khác. Ngoại trừ khi nào chúng ta tham, nhưng cái tham ước mơ, cái mong muốn là mình có được của cải, tiền tài vật chất, có được trí tuệ, có được tất cả mọi thứ ở trong cuộc đời này, lấy những cái đó, dùng những cái đó để mình san sẻ, giúp đỡ cho những người kém may mắn hơn mình. Cái điều tham đó, cái ước mơ đó, cái cần thiết không quý vị? Rất cần thiết ở trong cuộc sống này. Nhưng được bao nhiêu người suy nghĩ, được bao nhiêu người thẩm thấu điều này? Khi mà chúng ta làm ăn có được một chút, một cái điều gì đó, bắt đầu mình mong cầu, bắt đầu mình đua đòi, bắt đầu mình chạy theo cái xu hướng của cuộc sống, thế rồi
Nghiệp lực sẽ dẫn dắt con người ta đi vào con đường tội lỗi, dẫn dắt con người ta đi vào cái ngõ, đi vào cái cuộc sống mà nó bấp bênh, cuộc sống mà gây tổn thất đau thương đến cho tất cả những người khác. Cho nên quý vị biết, chúng ta là những người sống có ý thức, dù là chúng ta ở tôn giáo nào, dù là chúng ta đi theo một đạo lý nào, nhưng quan trọng nhất đó là tình người. Đạo lý làm người mà trong Đức Phật dạy á, quan trọng nhất giữa con người, giữa con người chúng ta đối đãi ứng xử với nhau để làm sao mọi người có được niềm vui, có được sự an lạc, có được sự bình yên. Và cái sự đối đãi đó mới chính là một cái nền tảng, một cái nấc thang căn bản nhất để cho chúng ta đi cao hơn nữa, trở thành những bậc hiền, trở thành những bậc thánh, trở thành những vị Bồ Tát, hoặc là trở thành Chúa, hoặc là Thánh A-la. Thì cũng từ nơi con người mà chúng ta được thành tựu để có được kết quả tốt đẹp đó. Xin thưa đại chúng, khi mình ngồi đây, mình quán chiếu, mình ngồi đây, mình tư duy, mình ngồi đây để mình cùng nhau nghiền ngẫm. Sau cái buổi trò chuyện, giao lưu với nhau, thì tất cả các anh chị em của chúng ta sẽ có một cái buổi gì ạ? Buổi tiệc mà nhà hàng chiêu đãi đến tất cả anh chị em của chúng ta. Nhưng mà xin thưa, khi chúng ta ngồi nghe pháp thoại, tí nữa chúng ta suy nghĩ mình ăn được cái miếng đậu hũ, ăn được một cái cọng rau, hoặc là ăn được những cái món mà nhà hàng chế biến đó, chúng ta không giống như là con cọp, không giống như con sư tử, không giống như con rắn, mà chúng ta phải giành giật, phải nuôi mạng sống để giết chóc, để rồi nuôi dưỡng cơ thể của mình. Xin thưa quý vị, là một món ăn chay bình thường, nhưng trong đó nuôi dưỡng tất cả những yếu tố tình thương, đó là chất liệu để nuôi dưỡng cơ thể con người chúng ta. Bản thân những người ăn chay, nhưng mà thân ăn chay, tâm sao à? Tâm mình được định tĩnh, tâm mình được an vui, tâm mình có chánh niệm, thì cái thức ăn này chính là một cái chất liệu, một cái dưỡng chất nuôi dưỡng cơ thể chúng ta rất tốt. Chúng ta đừng nghĩ rằng mình ăn chay chỉ là ăn món khô quẹt bình thường, hoặc là ăn chay ra hái một cái nấm rau nào đó vô để mình luộc mình ăn, ăn cho có. Xin thưa quý vị, ăn cái đó là mình đang giết chết cơ thể tứ đại của mình. Cho nên chúng ta ăn làm sao phải đủ chất, ăn phải đầy đủ. Nhưng mà xin thưa, ăn đủ là cái quan trọng nhất ở trong cuộc sống của chúng ta, chứ không phải ăn đầy. Nhiều khi mình ăn đầy, ở đây các cô, các anh chị em mình suy nghĩ thử, nhiều khi mình ăn đầy, cái gì mình cũng ăn hết, mới ăn xong no đó mà người ta mời mình cái món này, cái món này ngon lắm, mình ăn thử, món kia ngon lắm, mình ăn thử, cái gì mình ăn, ăn riết cuối cùng bị gì? Bị mắc ách. Ăn xong bắt đầu kiếm thuốc tiêu uống vô cho nó tiêu hóa. Đó là ăn đầy. Mà ăn đầy là ăn rất nguy hiểm trong cuộc sống ngày hôm nay. Mà khi ăn xong rồi mình có cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy bình yên không à? Dạ xin thưa không. Đi cũng khó khăn, ngồi cũng khó khăn, làm gì cũng cảm thấy khó chịu ở trong cơ thể. Cho nên đối với Đức Phật dạy con người chúng ta, khi ăn một cái món ăn, ăn một cái thức ăn, quan trọng nhất là ăn đủ để nuôi cơ thể con người của mình. Ngày hôm nay tại sao rất nhiều những căn bệnh, các cô, các anh chị em chúng ta suy nghĩ, rất nhiều căn bệnh từ nơi cơ thể của mình là do đâu? Do mình ăn quá dư. Ăn quá dư, cho nên vì lẽ đó bắt đầu nó sẽ phát sinh ra những cái căn bệnh ở trong cơ thể, do thứ nhất là tiêu hóa không hết, thứ hai là do cơ thể mình làm việc quá sức, vì lẽ đó mà nó ảnh hưởng. Xin thưa quý vị, cho nên chúng ta biết trong cái cuộc sống này, mà thầy rất vui khi mà nhận cái lời mời giao lưu cùng với các cô bác, các anh chị của chúng ta trong cái nhà hàng Karuna này. Khi mà chị Thảo mở cái quán chay này,
là mục đích để làm gì? Nuôi dưỡng cái lòng từ bi của tất cả, nuôi dưỡng tình thương của tất cả mọi con người, nhắc nhở, động viên với nhau. Ở trong cuộc sống này, quan trọng nhất là đem tình thương để xóa đi tất cả những khổ đau hận thù ở trong cuộc đời này. Các vị có hoan hỷ và đồng tình với thầy điều này không ạ? Cho nên đó, xin thưa, chúng ta ăn ở trong nhà hàng, một nhà hàng chay bình thường, nhưng mà chúng ta vẫn có hạnh phúc là bởi vì những món ăn chay đem đến những cái dưỡng chất ít độc tố và ít bệnh tật ở trong cái cơ địa, cơ thể con người chúng ta. Mà mình ăn ở đây, ăn bằng cái chất liệu thương yêu, ăn bằng cái chất liệu từ bi, và cũng từ cái ăn đó có thể nuôi dưỡng được cái lòng từ bi của con người chúng ta, nuôi dưỡng được chất liệu tình thương. Tại vì ăn ở đây không có sự oán kết, ăn ở đây không có sự oán thù, ăn ở đây không có sự oan gia tương báo lẫn nhau, mà chúng ta đang ăn để mà nuôi dưỡng cơ thể. Mà đặc biệt nhất là ở trong cái nhà hàng này có những cái buổi giao lưu, mời quý thầy cũng như các chuyên gia về đây để làm gì? Để cùng nhau trao đổi những cái kinh nghiệm ở trong cuộc sống, những cái gì tốt nhất, những cái gì đẹp nhất, những cái gì thành công và thành tựu nhất đến cho tất cả chúng ta. Như vậy, thức ăn này có đáng giá không? Có quý không ạ? Xin được chúc mừng tất cả chúng ta đang ngồi ở trong buổi chiều hôm nay. Xin thưa quý vị, bây giờ mình ngồi đây, mình thử suy nghĩ, ở trên thế giới hiện tại bây giờ, có biết bao nhiêu người trước khi ăn, họ làm gì? Họ chạy ra ngoài vườn, nghe vườn, chạy vô trong chuồng, hoặc là chạy ra sau vườn nhà của mình, làm gì à? Trước khi đãi bạn bè thì phải khách đến nhà không gì? Khách đến nhà không gà cũng vịt, nhưng đặc biệt nhất là ở đây khách đến nhà không đậu hũ cũng rau xanh. Cho nên đó, khi mà có yến tiệc là bắt đầu cái sự oan gia tương báo nó sẽ kết nối lẫn nhau. Rồi á, trong khi những người trước khi ăn là phải sát sanh hại vật, còn mình đằng này mình ăn cái chất liệu rất là trong lành tươi mát, và chất liệu ít những cái độc tố nhất. Mà đặc biệt nhất là cái nhà bếp ở đây á, theo như thầy biết á, các em á, khi mà nấu nướng được cô chủ truyền cho một cái năng lượng thương yêu, gửi gắm một cái năng lượng thương yêu đó truyền tải vào những cái thức ăn, ăn vào bảo đảm chúng ta sẽ được mạnh khỏe. Bởi vì lẽ đó mà chúng ta vào ở trong một cái môi trường tốt, được ăn uống, được sinh hoạt, được giao lưu, rồi được tiếp chuyện lẫn nhau. Ở đây chúng ta giao lưu ở nhau để nói lên những cái nguồn đạo lý, những cái chân lý của cuộc sống, để chúng ta cần phải tránh cái gì, và chúng ta cần phải nâng cái giá trị gì đi lên và phát triển cái giá trị đó để tốt đẹp. Xin thưa quý vị, khi mà chị Thảo đặt cái tên quán ở đây, thầy không phải nói để lấy lòng, nhưng thầy muốn nói bằng cái trái tim của thầy khi đến đây. Và khi thầy nói để cùng với tất cả các cô bác anh chị em chúng ta, mình cùng nhau để suy gẫm. Với cái tên Karuna là một thuật ngữ rất chuyên môn, thuật ngữ chuyên môn của Mật Tạng, mà từ cái Kim Cang Thừa Phật giáo truyền thừa rất là nhiều nghìn năm ở trên thế giới, và đặc biệt nhất là ngày hôm nay xu hướng ở Việt Nam rất là thịnh hành. Mà với cái danh từ Karuna này, đó là một trong bốn cái tâm cao quý của Đức Thế Tôn. Mà tâm cao quý đó là gì? Đó là từ bi, hỷ và xả. Thì cái danh từ Karuna đó chính là cái tâm bi. Đặc tính của tâm này là luôn
lúc nào cũng muốn giúp người khác thoát khỏi những nỗi khổ và niềm đau, mang chất liệu an vui và hạnh phúc đến cho mọi người. Với ý nghĩa đó mà chị Thảo đã lấy tên Karuna để đặt cho quán chay của chúng ta. Xin một tràng pháo tay để hí tâm với chị. Bởi vì lòng từ mẫn hằng vì muôn vật, tâm bi nguyện ứng hiện tỳ nơi, Phật Pháp thậm thâm không thể nghĩ bàn, hình ảnh của chư Phật và Bồ Tát, các bậc thánh hiền, diệu hiền như là tình mẹ. Đối với tình thương của các ngài, luôn rộng và lớn bao la giống như biển cả, giống như hư không trời đất. Cho nên với chất liệu từ bi này là một cái tình thương mang đến cho tất cả mọi người. Bi là tháo gỡ tất cả những nỗi khổ và niềm đau của người khác. Chị vừa muốn mở cái chỗ để kinh doanh buôn bán, nhưng bên cạnh đó, kinh doanh buôn bán ở đây không phải để mục đích kiếm lời không, mà kinh doanh buôn bán ở đây muốn tất cả mọi người trở về đây chỉ cần dùng một bát cơm, dùng một bát súp, dùng một bát canh, nhưng có được chất liệu thương yêu, có được một cái năng lượng để nuôi dưỡng cơ thể, cơ địa của mình không có độc tố. Bên cạnh ấy, chị còn mời những chuyên gia về để chia sẻ, để tâm sự, nuôi dưỡng được tâm hồn của mình, mở mang được kiến thức và trí tuệ. Trong nhà Phật chúng ta có một cái danh từ rất là hay. Thầy Lức Lộc muốn nói đến tất cả các anh chị em chúng ta để mình cùng suy gẫm, mình cùng nghiền ngẫm tư duy để mà lấy đó làm một cái nấc thang, lấy đó làm một cái tiền đề, làm một cái mấu chốt cho cuộc sống của mình. Bởi vì Đức Phật nói từ bi và trí tuệ luôn lúc nào cũng đi đôi. Từ bi mà không có trí tuệ thì từ bi này sao à? Tình thương mà không có trí tuệ thì tình thương này sẽ đưa đến khổ đau. Nhiều khi mình thương người thương của mình, nhưng mà mình không hiểu được người thương của mình, thì mình sẽ đem chất liệu tình thương đó làm người mình thương đang bị khổ đau, chứ không phải đem đến an vui và hạnh phúc. Cho nên chỉ lấy tình thương, nhưng mà bên cạnh vẫn lấy trí tuệ để nuôi dưỡng tình thương này, mỗi ngày thêm phát triển, mỗi ngày thêm rộng lớn. Đó là việc làm rất trân quý. Xin được một tràng pháo tay tán thán công đức của chị. Xin thưa đại chúng, có một câu chuyện nói về vấn đề cuộc sống của mình. Trong cuộc đời này, cái gì gọi là quý giá nhất ở trên cuộc đời? Thì có một cái đám yêu tinh này, nó ngồi nó bàn với nhau. Nó suy nghĩ với nhau. Trên cuộc đời này, trên nhân gian này, cái gì gọi là quý giá nhất của loài người? Mà bây giờ cái quý giá nhất của loài người á, mà mình đem cái quý giá đó mình đi giấu đi, để làm gì? Cho loài người phải đau khổ. Loài người á, là phải vật vã. Loài người sống không lúc nào mà cảm thấy an vui và hạnh phúc được. Cho nên đó, một hôm nọ cái đám yêu tinh, nguyên cái yêu tinh này nó bàn với nhau. Khi mà ngồi nó bàn lại với nhau á, nó nói là bây giờ con người mình cái gì gọi là quý giá? Thì nó suy nghĩ, chỉ có hạnh phúc là cái quý giá nhất của con người mà thôi. Thì khi bàn đến cái hạnh phúc là cái quý giá nhất của con người, lúc bây giờ có một con yêu tinh nó mới đứng lên, nó nói: tôi á, đề nghị lấy cái hạnh phúc này nè, đem giấu ở trên một cái đỉnh núi cao nhất mà con người á không bao giờ có thể đi tìm thấy. Thì con yêu tinh đầu đàn lúc này nó làm gì quý vị biết không? Ngồi lắc đầu. Nó nói á, con người rồi sẽ chinh phục tất cả những đỉnh núi cao nhất, sẽ tìm ra được cái hạnh phúc ở trên đỉnh núi, rồi cuối cùng sẽ đem cái hạnh phúc này về tiếp tục ở nơi nhân gian. Thì bên đó có một cái con yêu tinh khác nó mới nói: vậy thôi đem cái hạnh phúc này giấu dưới lòng biển, giấu dưới đại dương đi. Thì con yêu tinh đầu đàn nó cũng lắc đầu. Nó nói: ngày hôm nay con người chúng ta rất là thông,
rất là thông minh, có thể dùng được tàu ngầm để mà đi xuống dưới đại dương khai thác tất cả những khoáng sản ở dưới đó, rồi cuối cùng nó cũng lấy cái hạnh phúc đem lên trên nhân gian. Thì xin thưa quý vị, khi mà bàn tới bàn lui thì cuối cùng có một con yêu tinh đầu đàn, nó cũng vẫn lắc đầu. Rồi con yêu tinh đầu đàn lúc này á, nó mới suy nghĩ, nó mới nói với tất cả mọi người một điều rằng, Cái chỗ mà đáng giấu nhất mà con người ta ít bao giờ nhìn tới, cũng ít bao giờ suy nghĩ tới, cái chỗ mà thông thường á, ông bà mình dùng cái danh từ gọi là chỗ nguy hiểm nhất, sao quý vị? Là chỗ an toàn nhất. Thì cái con yêu tinh đầu đàn này nó mới nói ở trong đàn rằng, đem cái hạnh phúc này nè đi giấu ở trong á, nơi con người thì giấu nơi con người, chứ đừng bao giờ đi giấu ở nơi nào xa xôi, mà lấy ở nơi ngay con người mà giấu ở nơi con người luôn. Thì con người chúng ta cứ đi tìm hạnh phúc, mình cứ nghĩ rằng là hạnh phúc là cái gì đó ở bên ngoài, mà không phải là cái hạnh phúc là cái gì đó ở bên trong con người chúng mình, con người của chúng ta. Cho nên mình ít bao giờ mình quay trở lại tìm kiếm ở nơi con người chúng ta. Cho nên không biết á, cái đám yêu tinh nó có giấu hạnh phúc của chúng ta mất hay không. Mình ngồi đây ngày hôm nay mình có hạnh phúc không à? Có không? Thông thường cuộc sống của con người mình, đa phần mình đi tìm cái hạnh phúc là gì? Tích góp được tài sản, mua được chiếc xe tốt, hoặc là mình chạy theo danh lợi, chạy theo địa vị, chạy theo chức tước. Mà thậm chí tất cả những cái đó, con người chúng ta sẵn sàng chà đạp lên những người thân của mình để đạt được những cái điều danh vọng, địa lợi, tiền bạc đó, mà mình gọi là hạnh phúc. Hôm nay Thầy Đức Lộc muốn dùng cái danh từ hạnh phúc để làm gì? Để chúng ta ngồi nghiền ngẫm, chúng ta thực tập, để chúng ta nhìn lại tất cả những cái gì đó mà mình đã bỏ qua. Nhưng hạnh phúc chính là chúng ta đang có mặt ở nơi này. Hạnh phúc nhất là chúng ta đang được cơ hội mầu nhiệm nhất. Gì nữa à? Nếu mà ngồi đây không thở còn hạnh phúc không? Đó là những giây phút hiện tại mà chúng ta đang có mặt mà mình quên lãng đi. Tại sao đầu tiên nhất mà Thầy Đức Lộc muốn tất cả mọi người chúng ta ngồi hít thở thật sâu? Là bởi vì á, Đức Phật dùng cái bài kinh đầu tiên đó là bài kinh An Bang Thủ Ý. Và bài kinh An Bang Thủ Ý là gì? Hãy nắm giữ hơi thở để cho con người chúng ta có chánh niệm ở nơi giây phút hiện tiền. Có bao giờ chúng ta ngồi mình suy nghĩ mình thở như thế nào không? Không có đâu. Mình suy nghĩ là chiều nay mình ăn gì ta? Không biết cô chủ nhà hàng đãi mình gì nữa. Món ăn nó có ngon hay không? Hoặc là ngày mai mình phải đi đâu? Mình ngồi đó, nhưng mà trong tâm mình cứ toan tính, dự định, rồi suy nghĩ miên man. Cho nên trong danh từ á, Đức Phật là một vị thầy thôi, là một vị thầy để hướng dẫn cho chúng ta. Đức Phật mới nói một câu là tâm con người chúng ta giống như là con ngựa rong đường, đường nội, giống như con khỉ mà truyền cành, cứ suy nghĩ miên man, chạy theo những cái nghiệp lực nó xiềng xích, nó trói buộc. Cho nên đó, chúng ta có mặt ở đây là một điều kiện, là một nấc thang, là một việc làm, phải nói là cực kỳ hạnh phúc ở trong cuộc sống này. Cho nên chúng ta phải biết trân quý từng giây, từng phút mà mình đang có mặt với những người thân của mình. Cho nên xin thưa quý vị, khi mà chúng ta thực tập hạnh phúc ở trong cuộc sống này, là thực tập như thế nào? Hạnh phúc có nghĩa rằng là chúng ta ít khổ đau, có đúng vậy không ạ? Khi mình không có khổ đau thì mình cho là hạnh phúc. Khi mình đạt được một cái điều gì đó thì mình cho là an vui, cho là hạnh phúc. Nhưng xin thưa quý vị, nếu không chuyển hóa được tất cả những khổ đau bế tắc ở trong cuộc sống này,
thì mình có được hạnh phúc đó không? Xin thưa không. Đang sống trong một cái gia đình, cha không nói chuyện được với con, mẹ không nói chuyện được với con, anh em không truyền thông được với nhau, vợ chồng sống chung một căn nhà nhưng đi ra đi vào không ai nhìn mặt ai, sống chỉ vì những đứa con, sống chỉ vì sĩ diện ở trong cuộc đời này. Nhưng mà trong gia đình đó thì mình nhìn thấy có hạnh phúc không? Có bình yên không? Hay nơi đó chỉ là những cái đau khổ, nơi đó mà thầy Đức Lộc dùng cái danh từ gọi là giống như là địa ngục ở trần gian này. Cho nên đó, trong thời của Đức Phật, tăng đoàn với Đức Thế Tôn duy nhất ngài có một cái bát thôi. Cái bát là cái gì ở đây các cô chú anh chị em mình biết không ạ? Cái bát lớn hơn cái chuông này, nhưng cái bát là để đựng thức ăn. Thì á, trong cái thời của ngài cùng với tăng đoàn, ngài chỉ có một cái bát và ba cái y thôi. Mỗi một ngày như thế là ăn có một bữa trưa, bữa ngọ, đi khất thực xong rồi về để mà dùng trưa xong rồi nguyên một cái buổi chiều hôm đó Đức Phật sẽ thuyết pháp, hoặc là những người nào có duyên thì Đức Phật sẽ độ cho những người đó. Ở đây thầy Đức Lộc muốn đưa hình ảnh này ra để làm gì? Tuy mặc dầu thời của Đức Thế Tôn có một cái bát, ba cái y, nhưng cuộc sống của 1250 vị tỳ kheo rất là an vui hạnh phúc, rất là đoàn kết sum vầy lẫn nhau. Vì sao ạ? Vì lúc bấy giờ ngài sống một cách rất là tự tại, không có những cái sự ràng buộc, mà trong tăng đoàn và Đức Thế Tôn sống rất là tự do. Còn ngày hôm nay mình cái gì cũng có, xe cũng có, nhà cũng có, tủ đồ của mình nhìn vô. Xin thưa các vị nha, hồi nãy Đức Lộc đi mà Đức Lộc phải nhìn tới nhìn lui coi mình bận chiếc áo nào. Rồi mình nhìn lại trên cái kệ dép mình thử coi bao nhiêu đôi dép. Ngày nào đi chùa chọn đôi dép khác, đi ăn tiệc thì chọn đôi dép nó khác. Chính vì á, mình quá nhiều những cái vật chất, cho nên mình mất đi cái tự do. Cho nên Đức Phật nói cái căn bản nhất của con người chúng ta là làm sao phải có được tự do ở trong cuộc sống này. Mà cái tự do ở đây không phải là tự do mình muốn làm gì làm, hoặc là tự do mình có thể đi đâu đó, hoặc là mình mua sắm cái gì, hoặc là cuộc sống mình cứ chạy theo tất cả mọi thứ. Xin thưa, tự do mà Đức Thế Tôn muốn chỉ dạy, là một bậc thầy lớn muốn hướng dẫn lại cho tất cả chúng ta, là tự do là khi mình không có sân hận, không có kiêu căng, không có ganh ghét, không có tuyệt vọng và không có si mê. Tự do trong sự phiền não, không có phiền não dấy khởi ở trong tâm của mình. Tự do là chúng ta có hạnh phúc, có bình yên, có cuộc sống an vui, gia đình lúc nào cũng trong ấm ngoài im. Xin thưa quý vị, thầy xin lỗi, thầy rút một cây hoa lên. Tất cả anh chị em chúng ta nhìn thấy đây là một đóa hoa hồng rất là đẹp. Bây giờ đạo lý ở trong cuộc đời của chúng ta sống như thế nào để trở thành những đóa hoa tươi đẹp này? Hoa đẹp thì ai cũng muốn ngắm, muốn nhìn, muốn chiếm đoạt, muốn sở hữu. Nhưng mà cuộc sống chúng ta sống như thế nào để trở thành những đóa hoa? Còn nếu sống tốt một tí xíu nữa, có luân lý đạo đức và sống có cái sự hướng dẫn các bậc thánh hiền, sống có biết nhân quả, biết tội phước, thì người này sẽ sống thành những cái đóa hoa, bỏ thêm dấu quyền, trở thành gì? Trở thành hòa, trong trên thuận dưới, dưới hòa, trong ấm ngoài im, là chúng ta sống có đạo lý, sống biết tội phước, sống biết ăn chay làm lành lánh dữ, biết giúp đỡ cho tha nhân trong cuộc đời này. Rồi bây giờ cuộc sống mình không có đạo lý, cuộc sống mình cứ chạy theo cái thói đời ở bên ngoài,
thì cái bông hoa này bỏ dấu nặng trở thành gì ạ? Thành họa. Tai ương nạn ách nó sẽ ập đến với cuộc đời con người của mình. Gieo gió thì gặp bão, gieo nhân thì gieo nhân ác thì gặp quả, quả ác gieo nhân lành thì sẽ gặp được quả, quả lành mang chất liệu thương yêu đến cho mọi người thì chắc chắn mọi người sẽ đến thương yêu giúp đỡ cho tất cả chúng ta. Cho nên danh từ Karuna ở nhà hàng này với ý nghĩa rất là trân quý và thâm sâu mầu nhiệm. Cho nên á, quan trọng nhất là ở trong cuộc sống này mình tự do không có bị ràng buộc, tự do ở trên chân lý cuộc sống cuộc đời, tự do đem đến chất liệu thương yêu giúp đỡ cho mọi người, tự do mà con người chúng ta không còn si mê, không còn sân hận trong gia đình. Cái cuộc sống này xin thưa quý vị, cho dù á muốn thoát khỏi được những cái sân hận si mê, những cái phiền não này, thì Đức Lộc nói tất cả anh chị, các cô chú, các bạn chúng ta đang ngồi đây, mình thử suy nghĩ, mình đến chùa, mình đến nhà thờ, mình đến những cái nơi đền thờ Hồi giáo, hoặc là mình đến những, cho dù chúng ta là một tôn giáo nào ở trong cuộc sống này đi chăng nữa, Cơ Đốc giáo hay là Hồi giáo hay là Phật giáo, Ấn Độ giáo hay là Do Thái giáo đi chăng, nhưng mà chúng ta đến, chúng ta cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện gì? Cầu nguyện Phật, cầu nguyện Chúa, cầu nguyện Thượng Đế hay cầu nguyện một vị Thánh Mohammed nào đó, để mà lấy hết tất cả những cái, những nỗi khổ niềm đau, lấy hết tất cả những cái sân si, những cái phiền muộn, những tật đố, những cái tham lam ích kỷ của con người mình. Các ngài có lấy được không ạ? Không bao giờ lấy được. Mà tất cả các ngài đều dạy, tất cả những điều mà chúng ta làm thì chúng ta là người phải sửa đổi nó, thay đổi nó. Cho nên đó, khi mà trong cuộc sống này chúng ta phải biết thay đổi cái tình trạng, thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi một cái cách để chúng ta tư duy, thì lúc bấy giờ từ cái khổ đau mới đưa đến cái sự an vui hạnh phúc. Mình biết mình đến cái chỗ đó mình ăn chơi, hoặc đến chỗ đó mình mua bán đổi chác gì đó, nhưng không đem đến chất liệu hạnh phúc, thì nơi đó mai mốt mình sẽ sao? Mình không đến đó, mình không làm những điều đó nữa. Cho nên danh từ của Đức Thế Tôn chỉ dạy cho tất cả chúng ta một điều duy nhất, đó là mình biết thay đổi tình trạng, thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi cách nhìn nhận, thì chúng ta sẽ an vui và hạnh phúc. Một con người nhân vô thập toàn, quý vị nhìn lên đây là một cái chuông, ở bên ngoài này có cái danh từ, cái từ Phật. Phật là bậc tỉnh thức, Phật là sự hiểu biết, Phật là sự thương yêu, Phật là sự tha thứ, Phật là cái người khoan dung độ lượng, không bao giờ chấp nhất bất kỳ một cái điều gì, dù lớn hay nhỏ, dù người đó thương mình hay dù người đó ghét mình, thì Đức Phật là cái người luôn lúc nào cũng thương yêu tất cả mọi người, thương yêu chúng sinh giống như là mẹ hiền mà thương đứa con đỏ như thế. Thì xin thưa quý vị, chúng ta nhìn ở đây thấy được cái chữ Phật, nhưng đâu ai thấy được phía sau cái chuông này là cái chữ gì. Có nghĩa rằng con người chúng ta cũng vậy. Nhiều khi mình nhìn chỉ có một hướng mà mình vội đánh giá người đó vô đạo đức, người đó là tàn ác, người đó như thế này kia. Nhưng xin thưa, tất cả mọi cái có thể thay đổi được hết. Họ khiếm khuyết điều này, nhưng họ vẫn có sự cái điểm ưu, sự phát triển ở điều kia. Thế yếu điều này, nhưng vẫn có thế mạnh ở chỗ nọ. Cho nên con người chúng ta, tất cả mọi người cùng ngồi lại với nhau, thì mình mới có thể nhìn nhận thấu đáo một cách sâu sắc, mà Đức Phật gọi là mình phải dùng cái con mắt vô tướng, cái tuệ giác, để mà mình nhìn nhận tất cả những người chung quanh chúng ta, thì lúc bấy giờ mình mới không đem đau khổ, đem những cái phiền muộn, đem những sân si, đem những cái ganh ghét tị hiềm đến những người thân của mình. Các vị có đồng tình với Đức Lộc cái điều này không ạ? Xin thưa quý vị, tâm con người chúng ta như thế nào thì mình sẽ nhìn nhận sự việc ra như thế đó.
Bây giờ cái tâm của mình trong sáng thì mình nhìn nhận cái vấn đề nơi đó nó sẽ tốt, sẽ đẹp. Tâm của mình thương yêu cái người đó thì mình nhìn nhận cái người đó, ồ nay sao thấy chị đẹp quá, ồ nụ cười cũng dễ thương, đôi mắt cũng cảm thấy dễ mến. Hoặc là nay sao tự nhiên thấy cái dáng đi, thấy thước tha gì dễ, tự nhiên mình nhìn cái gì cũng đẹp hết. Tại vì sao? Người đó mình thương. Mà mình thương thì sao à? Mình sẽ hết lòng, mình sẽ làm tất cả mọi thứ để cho người mình thương có được niềm vui, có được sự hạnh phúc. Cho nên khi tâm chúng ta đủ thương yêu thì lúc bấy giờ dù người đó có làm sai một cái điều gì nho nhỏ thôi, thôi cái chuyện đó nhỏ xíu à, tính toán nó làm chi, thôi bỏ qua đi. Ai không có ai mà trong cuộc sống này không có sai lầm, lầm lỗi rồi. Trên cuộc đời, trong danh từ nhà Phật có cái danh từ gọi là trong cuộc đời này không có người xấu, chỉ có người không biết làm đẹp. Mà lỡ có xấu rồi thì giờ vô thẩm mỹ viện làm đẹp lại cũng vẫn đẹp được. Xin thưa, lỡ mình có làm điều sai rồi thì mình biết ăn năn, biết sám hối, biết chừa lỗi và phát nguyện không lặp lại cái lỗi lầm đó nữa, thì từ người xấu này trở thành người gì à? Sẽ trở thành người đẹp. Cho nên khi có thương yêu thì sẽ không có, chỉ có thương yêu mới hóa giải được hận, hận thù mà thôi. Còn mình không có thương yêu là bảo đảm, xin thưa quý vị, không bao giờ hóa giải được hận thù. Chính Đức Thế Tôn của chúng ta và tất cả những người nào thành công ở trong cuộc sống này, giống như các cô chú anh chị em chúng ta ngồi đây cũng vậy, những người nào đã từng thành công ở trong cuộc đời này, ít nhiều gì đó cũng đã trải qua ba chìm bảy nổi, chín lên đên. Thật sự nhìn khuôn mặt mình đã chai hết rồi, cuộc sống mình dường như là cái gì đó thối, những cái bụi đời nó đã bám đầy ở trên con người, trong tâm hồn của mình hết rồi. Bây giờ tất cả chúng ta sống bằng cái gì? Bằng kinh nghiệm. Sống bằng cái kinh nghiệm. Bởi vì ngày xưa khi mà Đức Lộc suy nghĩ, cha mẹ dạy điều này, dạy điều kia, nhắc nhở mình điều này, thầy tổ nhắc nhở mình điều kia, hoặc bạn bè hướng dẫn này nọ, nhưng mà mình không tin. Nhưng mà khi mà vấp phải rồi, nằm trong tình huống đó, mình mới thấy được giá trị của nó. Cho nên trong nhà Phật có một cái danh từ, nếu chưa đi trong mưa gió bão bùng thì không bao giờ thấy được cái giá trị của túp lều nhỏ ven đường. Ai mà chưa đau khổ tột cùng thì không bao giờ thấy được Phật Pháp nhiệm màu như thế nào. Khi mình có đau khổ, khi mình có đi vào con đường ngõ cụt rồi, lúc bấy giờ mình mới thấy được chân lý màu nhiệm của Phật Pháp ra sao. Đó chính là một cái ánh đèn, đó chính là một cái ánh sáng để mà soi rọi cái nơi tâm tối, cái con đường lầm đường lạc lối để chúng ta bước chân đi ra. Nhiều khi á, mình có phước, có đức, nhiều khi trong cuộc sống mình có được những cái phước báo đó, cho nên lỡ mình có xa cơ thất thế, lỡ mình có đi lầm đường lạc lối, tự nhiên có bạn bè, quế nhân chung quanh giúp đỡ chúng ta. Quế nhân đó là ai quý vị biết không à? Quế nhân đó chính là Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà Quán Thế Âm đây là hình tượng, tất cả mọi người ngồi đây đều là những vị Bồ Tát Quán Thế Âm của cuộc sống của chúng ta. Xin chúc mừng chào tất cả những vị Bồ Tát ngồi đây. Bởi vì khi mà chúng ta biết lắng nghe, quán là quán chiếu, âm là âm thanh, biết lắng nghe tất cả những nỗi lòng đau khổ của những người chung quanh. Mà khi chúng ta biết lắng nghe bằng trái tim, không phải chỉ nghe để cho có nghe, nghe bằng một cách sâu sắc, nghe bằng cả ánh mắt, nghe bằng cả cái tai của mình, nghe bằng cả cái thân tứ đại của chúng ta. Nhiều khi mình ngồi đó có xác mà không có gì à, không có hồn, nghe, chỉ nghe mở cái người thân mình mở miệng anh nói một câu thôi, bắt đầu mình kết tội người ta. Nghe người thân mới tâm sự chia sẻ cái gì đó, tự nhiên bắt đầu mình nói, ai biết mày ngu mày làm chuyện đó làm chi, bây giờ mày ngồi đây mày than mày trách móc. Có nghĩa rằng Quán Thế Âm là cái người luôn lúc nào cũng biết lắng nghe. Chỉ cần một giờ quý vị biết lắng nghe thôi là có thể lấy được, có thể giúp được cho người thân mình lấy lại hạnh phúc ở trong cuộc sống này nhiều lắm rồi. Chỉ cần biết lắng nghe thôi.
Nghe đừng có nghe bằng tất cả cái phép để mà đưa đến sự hạnh phúc là chúng ta biết thực tập cái cách lắng nghe, mà lắng nghe bằng cái tâm từ, tâm bi. Lắng nghe bằng cái từ có nghĩa là mình đem, mình lấy tất cả những mình ban cho họ những cái gì đó thương yêu, bình an, ban cho họ cái gì đó mà cảm thấy cái cuộc sống này nó bầu nhiệm, giống như là mình là một cái điểm tựa tinh thần cho họ. Và khi nghe được như thế, xin thưa quý vị, phải lắng nghe bằng cả trái tim, lắng nghe bằng cả tâm hồn. Đừng bao giờ kết tội người ta. Khoan đi, mình để cho họ nói hết tất cả những cái gì trong lòng của họ muốn nói, thì lúc bấy giờ tự động mình sẽ biết câu chuyện đó họ vẫn là một cái người có cái nỗi khổ và niềm đau, chứ không phải là tự nhiên không. Ở đây mình nói chuyện được tới mấy giờ hả chị Thảo? Thầy nói thoải mái phải không? Vậy thôi mình cứ ngồi, mình cứ giao lưu, mình nói chuyện tới sáng. Ở đây có đồ ăn, có đồ uống hết trơn rồi. Các vị có chịu không à? Có đồng ý không à? Cô ăn nghỉ không? Xin thưa quý vị, Đức Lộc kể một câu chuyện này để chúng ta rút kinh nghiệm ở trong cuộc sống. Có một cái gia đình, cái anh này là người Phật tử của Đức Lộc. Hai vợ chồng sống với nhau gần 10 năm, sanh ra một đứa con năm 7-8 tuổi gì đó. Nhưng mà trong 5 năm gần đây á, thì dường như là anh cũng vất vả đi làm, chị thì cũng có công ăn việc làm, cho nên cuối cùng hai vợ chồng khi mà về nhà không ai nói chuyện với ai. Mà thậm chí á, khi đi làm xong rồi thì công việc của anh bình thường ở bên ngoài, anh bị áp lực cái công việc làm ở bên ngoài, sau đó về nhà anh cảm thấy không vui, mà hai vợ chồng cứ ngồi nói chuyện nhau là một tí xíu là cãi lộn nhau, gây lộn nhau, cự cãi lẫn nhau. Cho nên cuối cùng hai vợ chồng sống với nhau 5 năm trời mà không ai nói chuyện ai. Nhưng mà đặc biệt một điều á, đi ra ăn tiệc á, niềm nở lắm, tay bắt mặt mừng, rất là vui, vui tươi cười tươi te tét ở bên ngoài. Nhưng xin thưa quý vị, đó chỉ là một cách để mình đóng phim ở bên ngoài cuộc sống thôi. Trên thực tế giữa hai người này có hạnh phúc không ạ? Hai người này không có hạnh phúc. Cho đến một ngày nọ, chị ta chịu không nổi nữa, cứ về nhà là hai chồng gây rổ, về nhà là hai chồng gây gỗ. Cho nên cuối cùng chị ta chịu không nổi, chị ta mới nói với một người chị bạn, nói tôi á, sống với cái anh này trong vòng mấy năm nay, tôi giống như trong căn nhà của tôi giống như cảnh địa ngục. Bây giờ tôi muốn một là ly dị, hai là tôi muốn tự tử, tôi chết, chứ không cách nào mà tôi sống nổi ở trong căn nhà này nữa. Thì chị này quyết định là chị ta muốn tự tử để làm gì? Để cho anh ta cảm thấy hối hận. Nhưng xin thưa anh ta có hối hận không à? Đó là một trong những cái rất khờ dại của cuộc đời con người. Đó là một trong những cái tội rất là lớn đối với đạo lý nghìn đời của cha ông chúng ta. Bởi vì sao? Cha mẹ cho mình tấm thân này, mình không biết trân quý. Tấm thân này mình còn có thể giúp đỡ cho cuộc sống, cho cuộc đời rất nhiều người. Mà mình chỉ vì một cái khờ dại nào đó, thiếu hiểu biết nông cạn nào đó, để rồi mình phải tự kết liễu cuộc đời của mình. Xin thưa quý vị, được tấm thân rất khó, nhưng mà mất tâm thân này dễ hay khó? Cách đây một ngày, Đức Lộc về cái lạy Tiền Giang, đi viếng một cái lễ tang chị này mới có 42 tuổi. Mới 42 tuổi. Ngủ một đêm, sáng hôm sau, nói là sao tự nhiên chị cảm thấy nhức đầu quá. Ôm cái đầu chị khóc. Xong rồi gia đình mới chở chị lên trên bệnh viện Chợ Rẫy. Khi chở lên tới bệnh viện Chợ Rẫy thì đã bị tai biến mạch máu mỡ, máu não, chị ta chết, để là một đứa con thơ mới có 5-6 tuổi. Một khi hơi thở ra mà không hít vào, coi như cuộc đời chúng ta không còn ở trên nhân thế này nữa.
thì chị ta quyết định là chị ta phải kết liễu, chị ta tự tử, chị dù khuyên cách mấy đi chăng nữa chị ta cũng không chấp nhận. Rồi cái chị bạn này mới nói, nếu mà chị muốn tự tử thì chị qua đây, chị đi tham dự một cái khóa tu vô đây ăn chay ở nhà hàng Karuna này một lần đi rồi chết cũng được nữa. Tự nhiên á, chị nói bây giờ chị là bạn thân của tôi, không lẽ giờ chị tiếc chị rẻ gì, trong khi đó chị muốn chết thì thôi, bây giờ tôi dẫn chị đi ăn lần cuối, xong rồi chị chết cũng được. Chị này suy nghĩ thôi trước sau mình cũng chết, cho nên đi qua nhà hàng cùng với chị ta ăn bữa ăn chay. Khi ăn chay bữa đó xong, gặp được một vị thầy, mà vị thầy chỉ không có nói gì nhiều, mà thầy nói cuộc sống này vô thường tạm bợ, chỉ nói vài cái lời đạo lý nhân quả trong cuộc sống, là bởi vì cuộc đời mình á, ngày hôm nay khổ đau là do cái nhân mình đã gieo trồng trong quá khứ. Chị hiểu, chị thẩm thấu ra được, bắt đầu chị về chị có cái suy nghĩ khác, bắt đầu về là chị có cái suy nghĩ khác, thay đổi một tình huống 180 độ liền. Thì khi mà về nhà chị mới nhìn ra được trong vấn đề vẫn có cái lỗi từ nơi chị ta mà chị ta không nhìn ra. Cho nên á, khi về nhà xong xuôi rồi, một ngày hôm nọ chị muốn kêu ông chồng ra để nói chuyện, nhưng mà cái chị bạn này chị không cho. Chị nói không, chị muốn á, nói chuyện được với ông chồng thì ít nhiều gì chị phải qua bên quán này ăn chay 7 lần. Để làm gì? Để mình có được cái năng lực, có được cái nội công thâm hậu. Bởi vì nuôi dưỡng cái tình thương ở bên trong càng lớn chừng nào thì mình mới đủ khả năng để bao dung người khác nhiều chừng nấy. Còn bây giờ mình chỉ mới nhận diện ra được. Nhưng mà nếu như chị ngồi, chỉ cần ánh móc vài câu thôi là bắt đầu tâm sân hận mình nó sẽ dấy khởi lên tiếp nữa rồi. Cho nên bắt buộc chị phải thực tập. Chị phải cố gắng thực tập. Thực tập như thế nào để rồi tâm mình vững chãi, cái lòng bao dung của mình đủ lớn, tình thương mình đủ rộng, lúc đó chị mới có thể nói chuyện được với ông chồng của mình. Xin thưa quý vị, chị ta là một người có học vị rất cao, là một người lãnh đạo một công ty rất lớn, với học vị là tiến sĩ của kinh tế học, chứ không phải là người bình thường. Nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì cái trạng thái tâm lý bức bách, cái khổ đau con người ta quá đi, cho nên làm cho con người ta không thấy được cái lối thoát, cảm thấy quá khổ. Cho nên khi mà chị ta thực tập thời gian 7 ngày xong xuôi, chị ta mới về nhà mời ông chồng về nói chuyện. Nói anh ơi, từ bấy lâu nay em biết em cũng có lỗi, em đã làm anh đau khổ. Em biết công việc anh ở bên ngoài làm việc vất vả, làm lụng như thế, em còn không có thể giúp đỡ cho anh được như thế này nọ, mà về em còn phải nói những cái lời tổn thương đau khổ cho đến anh như thế này thế kia. Khi mới mở miệng ra nói được mấy câu đó, tự nhiên anh ta nước mắt hai hàng chảy. Quý vị, nước mắt hai hàng chảy là do đâu? Nỗi khổ niềm đau của mình từ bấy lâu trở thành một cái nội kết mà chưa ai thấu hiểu. Nhưng ngày hôm nay cái người ở cạnh bên mình hiểu được mình, nói ra được những lời đó, tự nhiên giống như là có một cái chiếc phao cứu anh ta quay trở lại. Thì từ đó anh ta ngồi cạnh bên nhau, ôm cô ta một cách rất là chặt. Lúc bấy giờ hai người có hạnh phúc không quý vị? Hạnh phúc hay không thầy không biết, thầy chưa ôm. Cho nên mình biết cách mình thực tập thì mình sẽ giúp đỡ cho người thương của mình tháo gỡ được những cái nỗi khổ và niềm đau rất là nhiều. Vì lẽ đó tại sao mà thầy rất là trân quý và cảm thấy rất là hạnh phúc mà khi thầy nhận đến đây để giao lưu cùng với tất cả anh chị em của chúng ta, là bởi vì mình học được đạo lý để mình có được nhân cách ở trong cuộc sống, rồi mình học từ bi để cái oán trách oán thù của mình mỗi ngày nó bị được xua tan đi. Mình có thể giúp đỡ cho những người thân, giúp đỡ cho tất cả những người xung quanh của chúng ta. Rồi mình học từ ái để làm gì? Để tháo gỡ những nỗi khổ và niềm đau của những người thân của mình. Tu ở đâu, làm điều gì chưa biết, nhưng riêng tư tưởng của ông thầy Đức Lộc, tề gia trị quốc mới bình thiên,
thiên hạ, gia đình mình phải hạnh phúc trước. Con người mình nó lạ lắm, nhìn hạnh phúc người ta quên hạnh phúc gia đình mình. Xử lý người ta dễ nhưng không ai xử lý mình. Cũng giống như thông thường mình có thể sám hối cho con, dạy dỗ cho con. Ngày xưa ông thầy Đức Lộc là từng bị cha, từng bị mẹ làm gì? Bắt lên cúi đánh. Ở đây có ai có không à? Ngày xưa là bị đánh, bị ăn đòn, ăn roi. Còn bây giờ đâu có vụ mà đánh đòn, ăn đòn, roi giống như xưa đâu. Nhưng mà xin thưa quý vị, người ta nói thương thì cho roi cho giọt, nhưng mình làm cha làm mẹ sám hối cho con. Từ đây về sau mày phải bỏ cái chuyện này, không được tái phạm nữa. Tái phạm nữa là phải ăn hai roi, ba roi. Nhưng mà xin thưa, mình có thể sám hối cho con mình, dạy cho con mình được. Con mình phát, nó sẽ không dám làm. Nhưng mình lớn rồi, ai dạy mình, ai răn đe mình, rồi ai có thể chỉ bảo mình. Đợi tới lúc mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay xuống dưới diêm, diêm vương á. Cho nên á, khi mình học được những cái đạo lý thánh hiền thì bắt đầu mình hóa giải ở trong cuộc sống này những cái gút mắt, những tị hiềm, những cái đau khổ rất là nhiều để giúp đỡ cho những người chung quanh của chúng ta. Cho nên riêng bản thân của thầy Đức Lộc lấy đạo và đời giống như là một nhịp đập của con tim của chúng ta. Đạo là chỉ cho mình đi đến con đường thánh thiện, biết nhân, biết quả, biết vô thường, biết luân hồi và biết làm điều thiện, điều lành, lánh tránh xa những điều ác, để gieo cái nhân này đưa đến kết quả an vui và hạnh phúc ở trong tương lai. Được không ạ? Cho nên tặng các thầy Đức Lộc tặng các vị một cái bài thơ ở nơi cái cổng chùa mà của thầy Đức Lộc ở cổng chùa ở Tiền Giang. Cái bài thơ đó có bốn câu như thế này: Phật pháp vốn tại thế gian, trong đời giác ngộ chớ màng đâu xa. Bồ đề cuộc sống quanh ta, buông ba cầu ngộ chỉ là uổng công. Bởi vì Phật pháp không xa rời ở thế gian này. Từ nơi thế gian này có chúng sinh mới có Phật pháp, có hạnh phúc mới có đau khổ. Hết đau khổ tự nhiên hạnh phúc nó sẽ hiển lộ. Cho nên Phật pháp vốn tại thế gian, trong đời giác ngộ chứ màng đâu. Mình đi tìm, đi cầu, đi van xin, đi khấn vái. Xin thưa quý vị, những cái gì đang có mặt ở nơi cái hội trường này, có mặt ở nơi đây, đó là Phật pháp chung quanh của con người của mình rồi. Trong đời giác ngộ chứ màng đâu xa, bồ đề cuộc sống quanh ta, buông ba cầu ngộ chỉ là uổng công. Đi đâu làm gì, tu là quan trọng nhất. Là trong gia đình của mình có những cái sân si phiền não, trái ý nghịch lòng mà mình cảm thấy, biết cách hóa giải, mình vẫn nở được nụ cười, mình vẫn khoan dung, vẫn tha thứ, vẫn độ lượng. Đừng bao giờ chấp nhất bất kỳ một cái gì hết. Xin thưa quý vị, Đức Lộc kể các Phật tử nghe câu chuyện nhỏ. Có một cái em bé này mới 4 tuổi à. Mẹ nó mới nói á, mẹ chuẩn bị nuôi một con lợn. Nhưng mà xin thưa quý vị, mẹ nó nói bây giờ mẹ nuôi con lợn á, thì trong nhà phải phân chia công việc. Một người á thì làm gì? Đi tắm lợn nè. Một người á thì đi dọn dẹp cái chuồng lợn. Rồi một người á phải cho lợn ăn. Như vậy trong gia đình bây giờ á, con á làm cái việc nào? Theo như các Phật tử nghĩ, con bé 4 tuổi nó xin làm việc nào? Một người thì quét chuồng, dọn dẹp chuồng lợn. Một người á thì cho nó ăn. Rồi á một người thì tắm cho con lợn. Cuối cùng nó nói: dạ thưa mẹ, con xin làm con lợn. Xin thưa, câu chuyện rất nhỏ nhưng mà Đức Lộc muốn gửi một cái đạo lý nằm ở chỗ này. Có nhiều khi mình áp đặt người ta, bắt người ta phải làm điều này, bắt người ta phải làm điều kia, bắt người ta phải làm điều nọ, làm theo ý của mình muốn nhưng không phải ý của người đối phương muốn.
Cho nên mình lưu tâm ở cái chỗ đó. Cho nên trong ngày hôm nay, Đức Lộc mong muốn rằng những cái chia sẻ bình thường của cuộc sống có thể giúp đỡ cho tất cả các anh chị chúng ta, mình cùng nhau ngồi lại. Đôi lúc chúng ta quên đi mình là ai. Đôi lúc chúng ta chạy theo cái cuộc sống ở bên ngoài, cho nên á, mình mất đi chính bản thân của mình. Mà mất đi chính bản thân của mình có nghĩa là mình đang sống hay đang chết à? Mình đang sống là mình vẫn nhìn thấy, vẫn biết và vẫn tư duy suy nghĩ giúp đỡ tất cả mọi người được. Còn trong khi đó, chính vì cái cuộc sống này mà làm cho con người ta càng lúc càng đi vào cái sự đau khổ. Cho nên Thầy Đức Lộc chia sẻ vài cái ý để giúp đỡ cùng với tất cả các anh chị em của chúng ta trong buổi chiều giao lưu ngày hôm nay. Mong rằng ánh sáng hào quang của chư Phật và chư Bồ Tát và Long Thần Hộ Pháp luôn lúc nào cũng soi rọi đến tất cả mọi người chúng ta để nhìn thấy được chân lý của cuộc đời, sự màu nhiệm của cuộc đời, sự hạnh phúc của cuộc đời, để chúng ta phát triển và cuộc sống này luôn có những cái màu hồng chung quanh bản thân của mình và gia đình của mình. Kính chúc cho chị Thảo luôn được phát triển, chúc cho nhà hàng của chúng ta đón được nhiều bước chân an lạc thảnh thơi. Quý Tôn Đức và tất cả những người bạn đạo gần xa về đây nuôi dưỡng tâm từ bi, đem tình thương này lan khắp tất cả mọi nơi. Chúc sức khỏe tất cả được quý vị. A Di Đà Phật.